Hello, chào tất cả các bạn nhé. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ghép sim này các bạn, Fake US nhé. Cái này là con iPhone 6 của mình này, máy lốc nhá. Thì để mình vào cài đặt cho các bạn xem này. Đây, đây iPhone 6, cái này phiên bản 12.4 nhá. Thì của iPhone 6 con này lốc của Nhật nhé các bạn. Thì để ghép sim được thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái sim vào, mình kích hoạt cho các bạn xem này. Thường thì máy lốc thì nó sẽ không kích hoạt được đâu nha các bạn. Thì để mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách mà từ Rayback rồi Fake US làm sao, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết trong video này nhá. Rồi để mình kích hoạt cho các bạn xem này. Thì những máy lốc này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là thẻ SIM không hợp lệ này các bạn. Để các bạn kích hoạt và dùng OK thì các bạn phải cần có miếng SIM ghép như này nhá. Thì đây SIM ghép này mình có sẵn này. Các bạn mà không có, các bạn cần mua thì các bạn cứ liên hệ mình nhá, mình sẽ ship cho các bạn nhá. Ai mà cần mua thì bạn cứ liên hệ nhá. Facebook của mình để bên dưới nhá. Các bạn cần mình hỗ trợ thì gì thì bạn cứ liên hệ mình nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá. Rồi OK, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá. Thì đầu tiên các bạn phải reback máy này. Ai mà reback rồi thì thôi không cần làm bước này nhá. Còn mình cái này chưa có thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá. Reback là cài CDA nha các bạn. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình một cái USB này. Các bạn phải cài trích trên sẵn nhá. Thì mình có làm rất nhiều video mình chia sẻ rồi nhé các bạn, các bạn có thể xem lại những video cũ của mình nhé. Mình để khỏi mất thời gian xem video của các bạn thì mình đã tạo sẵn một cái USB rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào máy tính, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đây, thì bây giờ mình mở máy tính lên này. Máy của các bạn boot phim máy thì các bạn phải biết nhá. Máy của mình boot phim F9 thì mình sẽ chọn F9 này. Khi mình mở nguồn lên, mình cắm USB vào thì mình sẽ ấn phím F9 cho nó tự vận động vào menu boot nhé. Máy của bạn cũng tương tự thế thôi, nhưng mà mình không biết là máy của bạn boot bằng phím mấy đâu nha. Rồi mình mở nguồn lên này, mình bấm phím F9 này. Đây nó đang trên boot này các bạn. Đấy, thì nó sẽ ra một cái menu như thế này nhá. Thì mình sẽ rời xuống dòng số 3 này, có chữ USB này các bạn. Đây mình bấm Enter này. Thì nó sẽ tự động vào menu boot nhá. À quên, nó sẽ tự động vào chế độ boot check-in nhá, các bạn không phải làm gì cả nhá. Thì mình thấy một số phiên bản iOS thấp thì làm cách này khá ok. Mình ra back bằng cái bản 0.9 09.8.2 này nha các bạn, bản cũ này nhá. Rồi tiếp theo này, các bạn sẽ ghi máy vào cho mình nhá. Đây các bạn ghi máy vào cho mình này, bạn ấn tin cậy cho mình nhá. Tiếp theo các bạn rời qua này, các bạn ấn vào Start này, bạn ấn Next này, thì nó sẽ động tự động vào chế độ Recovery nhá. Rồi tiếp theo thì các bạn chờ cho nó lên này, nó sẽ lên chế độ recovery như này. Tiếp theo bạn ấn next tiếp cho mình này. Rồi các bạn làm theo này, các bạn ấn phím home cộng phím nguồn này cho tắt màn hình nha các bạn. Tới bước 3 các bạn giữ phím home này. Đấy, 9 giây này các bạn cứ làm theo thôi, từng bước nhá. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn có thể like và chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Ở đây ok thì các bạn chờ cho nó boot này. Đấy, đang boot này. Ai mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại comment cho mình nhá, mình sẽ cố gắng mình trả lời hết các comment của các bạn nha. Thì cái Facebook chính thì mình đã thay đổi rồi, mình đổi mình để ở dưới phần mô tả nhé các bạn. Các bạn cần gì thì cứ liên hệ mình nhé. Còn cái Facebook chia sẻ nghiệp dư thì lâu nay mình bị mất mật khẩu nên là mình ít lên đó nha các bạn. Ở đây nó báo ALL Don này, như này là ok nha các bạn, đã ra back thành công này. Thì mấy cái phiên bản thấp này mình ra back cái một là ok nha các bạn. Mình dùng bản 0.9.8.2 nhé. Rồi đây thì các bạn chờ một tí thì sẽ xuất hiện cái biểu tượng check trên ở trên màn hình. Các bạn cứ chờ nhá. Chờ một tí thôi nhá các bạn. Khi hiện lên thì các bạn phải cài Sierra về nữa nhá. Đây cái máy này thì nó hơi chậm nên là bạn thông cảm nhá. Rồi đây thì nó sẽ đã hiện cái biểu tượng trên lên này các bạn. Các bạn ấn vào cho mình nè. Đây các bạn ấn cài Sierra này. Ai mà biết cái bước này hay hoặc là cái máy các bạn cài rồi thì các bạn bỏ qua cái bước này nhá. Các bạn sẽ Fake US nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để lấy được cái ECD mới nhất. Rồi trong thời gian đợt chờ đợi thì các bạn ai mà thích video của mình thì các bạn hãy like và đăng ký để ủng hộ mình nào. Còn ai mà không thích thì các bạn cứ để lại dislike cho mình nhá. Để mình sẽ cố gắng mình làm những video hay hơn cho các bạn nhá. Đây thì nó đã xuất hiện biểu tượng CDA ở đây rồi này các bạn. Tiếp theo này các bạn vào CDA cho mình.
các bạn sẽ tạo cho mình, các bạn sẽ làm theo mình nhá. Tí nữa mình sẽ lấy cái nguồn ở bên trên nhá. Tiếp theo các bạn vào các nguồn này, tiếp theo các bạn ấn vào sửa cho mình này. Rồi các bạn chờ tí cho nó load nhé. Thì hôm trước mình cũng có chia sẻ rồi mà nhiều bạn cứ bảo không làm được, thì mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn này. Các bạn vào sửa này, các bạn chọn thêm này. Tiếp theo các bạn ở đây cho mình cái nguồn là Hà Phùng nhé. Hà Phùng này, chấm này, view, depo. Rồi ok, thì cái nguồn Hà Phùng này nó đã bị khóa rồi nha các bạn, không tải được nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái khác nhá, cái làm khác nhá. Thì nhiều bạn cũng bảo không làm được nữa nhá, thì mình thử lại thì cũng không làm được nữa nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái khác nè. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách khác nhá. Thì các bạn sẽ tải cho mình một cái tool nhá, tool của anh Thành Lập nhá. Cảm ơn anh đã phát triển cái tool này nhá. Rồi ok, thì cái tool này của mình cũng xin của anh thôi, mình cũng thấy hay mình chia sẻ lại cho các bạn thôi nhá. Đây, tiếp theo các bạn mở lên cho mình này. Đấy. Ok, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Đây, tool là tool Fake US nhé các bạn. Đấy. Rồi ok, đầu tiên thì các bạn gắn máy vào cho mình. Xong các bạn sẽ chọn lần lượt danh sách cho mình. Các bạn sẽ chọn số 1 nha, Fake US này, iPhone 5S tới 6 Plus này. Rồi các bạn chọn số 1. Xong các bạn ấn Enter cho mình. Đấy. Rồi tiếp theo này, vẹt này nó sẽ Fake US là 13.4.1 đây các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo này, các bạn sẽ chọn phím 1 cho mình tiếp nhá. Vẹt US, Fake US Auto này. Rồi ok. Tiếp theo các bạn chọn số 1 cho mình. Tiếp tục. Rồi các bạn chờ cho nó chạy này. Tiếp theo này. Các bạn chờ. Đấy, nó báo đôn như này, ok này. Xong các bạn nhấn Enter để nó khởi động lại máy nhá. Đây, nó sẽ reboot lại máy này. Rồi cái tool này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn, cho các bạn tải về nhá. Thì bây giờ chờ cho nó lên xem nó đã Fake US chưa nha các bạn. Nếu Fake US ok thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ghép SIM nhá. Các bạn sẽ chọn eCCD mới nhá. Các bạn tiếp tục nhá. Rồi đây thì nó đang Fake US này các bạn, nó sẽ đang chạy cái thanh này nhá. Thì các bạn cứ chờ thôi. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn like và chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Mình sẽ để cái tool này ở dưới phần mô tả cho các bạn tải về nhá. Rồi ok, thì nó đang Fake US nhá các bạn. Các bạn chờ thôi nhá. Thì tí nữa các bạn làm xong á, các bạn sẽ dùng cái tool này trả về cái bản US cũ luôn nhá các bạn. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A tới Z. Thì các bạn về phiên bản cũ thì nó sẽ không bị vào ứng dụng, nó không bị văng nhé các bạn. Rồi ok, thì các bạn chờ thôi nhá. Rồi ok, thì bây giờ các bạn vào cài đặt này. Các bạn xem, để mình vào cài đặt cho bạn xem này. Đấy, nó sẽ lên phiên bản US mới nhất nha các bạn, iPhone 6 nhưng mà phiên bản lại là 13.4 nha các bạn. Cái này là Fake US rồi nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ghép SIM nha. Rồi ok, thì bây giờ mình đã Fake US xong nhá. Mình sẽ lấy cái SIM ghép này. Cái này thì mình chưa nhập eCCD nhá, mình sẽ gắn vào một cái máy quốc tế để mình nhập nhá. Ai mà biết rồi thì các bạn bỏ qua cho mình nhá. Ai mà chưa biết thì các bạn có thể xem hết video để ủng hộ mình nhá. Sẵn các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ để mọi người cùng biết nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thì các bạn mà xem video mà thấy cái quảng cáo nó hiện lên thì các bạn hãy click vào cái quảng cáo để ủng hộ mình nhá. Để mình lấy thêm chi phí để mình làm video cho các bạn. Đấy, để mình lấy động lực mình làm video cho các bạn xem nhá. Đây, mình sẽ gắn vào cái SIM ghép vào máy quốc tế này các bạn. Đấy. Tiếp theo này, các bạn chờ cho nó lên sóng nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đây, các bạn sẽ vào web cho mình này, các bạn vào Google này. Các bạn sẽ vào cho mình là eCCD mới nhất nha. Đấy. Đây, nó sẽ hiện cái web này nha, eCCD mới nhất này, các bạn ấn vào cho mình này. Đấy. Thì cái nào nó để còn sống này là ok nhá bạn, các bạn ấn vào cho mình, bạn sao chép này. Đấy. Tiếp theo bạn vào cài đặt này, các bạn sẽ vào di động nhá. Các bạn sẽ vào ứng dụng SIM này. Các bạn đây, các bạn sẽ chọn cái dòng set unlock này. Thì tùy mỗi SIM ghép mỗi khác nhau nhá các bạn. SIM ghép của mình là cái bản NR Pro này. Của các bạn thì mình không biết nhá. Ai mà cần mua SIM ghép thì bạn cứ liên hệ mình nhá. Rồi, tiếp theo các bạn ấn vào chọn là set unlock modem này. Tiếp theo các bạn chọn eCCD này.
model này đấy, các bạn sẽ bắt các bạn sẽ chọn tất cả này, xong các bạn dán cái CCD lúc nãy các bạn copy ở ngoài kia vào nha, các bạn ấn gửi cho mình này, xong bạn chấp nhận này, rồi các bạn lấy sim ra các bạn gắn vào cái máy lốc các bạn acti thôi, nãy acti ok xong thì mình sẽ cho nó về us cũ nhá, là ok nhá, đây để mình gắn vào đây. Đây mình gắn vào đây. Thì ngày trước thì cái nó dùng cái lệnh cài cái chuột Hà Phùng ở trên CDA thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà bây giờ nó lỗi rồi nhé, các bạn không cài được, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đấy. Đấy các bạn đút vào rồi các bạn chờ tí các bạn kích hoạt lại nhá. Đấy, nó sẽ vào màn hình acti này, các bạn kích hoạt lại cho mình này. Đây khi kích hoạt ok thì chưa có ok nhưng mà nó lại hiện sóng Vinaphone này như này đã ok rồi này các bạn. Đấy. Tại cái mạng nhà mình nó hơi yếu nên là các bạn thông cảm nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quay về US cũ nhá. Chờ tí cho nó kích hoạt vào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về US cũ nhá. Đấy ok này các bạn. Đấy, ok chưa? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về US cũ nhá các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Rồi ok, mình qua máy tính nhá. Rồi ok, thì để về US cũ thì các bạn cũng phải mở cái tool lúc nãy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé, mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Thì đây tiếp theo này, nó sẽ chọn này, nó có mấy bước này các bạn, tool này cũng khá là hay nha các bạn. Tiếp tục này, các bạn sẽ chọn vào số 1 tiếp cho mình nhá, bạn enter này. Rồi tiếp theo này, các bạn sẽ chọn này, đây khởi khôi phục này, các bạn chọn số 3 cho mình này, khôi phục về Việt US cũ bay đầu ban đầu này, bạn chọn số 3 cho mình, bạn enter cho mình đấy. Rồi nó sẽ cái đây, đây nó báo là ECCD của bạn chưa rebase, hãy rebase rồi thử lại nhá. Thì các bạn phải rebase US của bạn nhá, các bạn phải rebase lại một lần nữa rồi các bạn sẽ làm như thế này thì sẽ ok nhá. Mình quên mình chưa rebase nhá, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tới đây thôi nhá, các bạn sẽ tự làm nhá. Vậy là ok nhá, chào tất cả các bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhá. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhá, mình sẽ cố gắng làm nhiều video hơn để chia sẻ cho các bạn nhá.